ra sau 3 lần chị điều trị nanocollagen thì chị thấy cái làn da chị đã thay đổi rất là nhiều rồi. Trước đây thì cái làn da của Xuân Lan là một làn da rất là nhạy cảm và mình rất là khó khăn để tìm cho mình một cái liệu trình thích hợp để chăm sóc da. Là mình cảm nhận được là da mình nó căng ra luôn á, rất là căng luôn. Và cái vùng ở trên này của chị là chị thấy là nó cải thiện rõ luôn á. Cái cung mày nó nâng lên và con mắt cái chỗ này của chị là chị nó, hiện giờ là nó đang rất là căng. Rất là thích. Và cái cổ mình nó cũng đỡ nữa nè. Đó, nó kéo căng lên từ cổ luôn nè. Mừng quá, không cần phải phẫu thuật gì hết trơn. Là trẻ hẳn ra luôn á. Nó khác vậy. Nó khác với hồi nãy, khác hoàn toàn luôn á. Là cái bọng mắt với lại cái nếp nhăn ở dưới đây là nó lại không còn nữa. Rồi cái càm mình nó villain hơn nè, nó mất hết cái nọng rồi. Nhăn ở đôi mắt với trên trán cũng không còn, da nó rất là căng bóng luôn. À rảnh cái rảnh mũi má đúng không? Người ta gọi là cái râu rồng. Râu rồng cái gì? Là nó không nó còn sâu như hồi nãy nha. Dạ. Ôi nhìn thấy cái gương mặt của Tinh nó gọn lại hen, nó khác lúc đầu đúng không? Cái mặt lúc nãy nó tròn do cả nhà thấy không? Mới làm đi thôi mà Tinh đã cảm thấy là mình trẻ như thế nào. Hai cái chân mày á nó căng lên, nó nâng cao lên á, nó căng ra nè. Rồi xong rồi da nó căng bóng mịn ha. Và hai cái đường rảnh này nó cũng nó không bị sâu nữa. Và đặc biệt là hai cái phần này nè. Hai bên này hai bên đây nè. Nó gọn, nó thon vô và cái điều này là cái điều mà rất là thích. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.